Xin chào tất cả các anh em, mình ghi cho một mình mới làm con CBR650 rồi mới ra. Nhìn tổng thể chiếc xe màu đen bóng rất là đẹp luôn nè, rất là bóng luôn nha. Mình sơn mới sơn lại màu đen bóng, tại vì cái xe này trước là nó màu đen mà loại đen nhám, màu xám nhám. Xe này mình được lên cái đuôi mẫu CBR nghiền mà mẫu ráp gì gì nữa. Và ốp thùng xăng, những này là mình chỉ ốp vô thôi, cái thế ngồi nó dễ ngồi chút xíu. Và đây cái phần cánh gió đó, và kính gió carbon và kiến giấy X10R, cái này có thể gập rồi gập ra nha này. Xe này được trang bị cùm Rambo. Anh em thấy mình lên vài chi tiết ốc titan, vài cần cánh gà, phần cánh gà, phần mô cài. Phần mô cài thì mình đi theo một chiếc Honda đơn giản thôi, mình đi làm bởi điểm nhấn màu đồng và bi boa cao R6. Bị phần ốp gấp, anh em thấy ốp gấp không, mình làm những carbon và mâm sơn màu đồng. Xe này của gì Đại An nha, anh nấu đen nha anh em. Lo mọi người mà đi xem. Cho em đỡ để nhờ chút xíu à. Vậy. Mình được trang bị trợ lực Olin và cái tay côn CRG nè, bảo vệ tay lái luôn. Thì đèn sau là đèn sau Winner X nhưng anh em, nhưng mà mình làm được, mình làm led Audi lại đó. Xin nhan à, xin nhan rồi này chưa có phải kêu rồi. Anh em thấy màu đen mình làm bóng như thế nào, cái phần này nó hơi hở, lúc bị miếng jean nó hơi hở, mình đắp cái phần này lại luôn này cho nó liền cái phần sườn luôn đó. Cái này có thể tháo ra tháo vô được. Em nhìn tổng thể trước thì mà có làm một cái phần mà chống đổ mâm, ok đây để qua bên đó đi ăn, để qua bên đó chút xíu rồi chạy đi lại là ok nha. Hẻ mình làm nó hơi chặt đó nè. Hay giờ xe lui chờ xe tới quay anh em nhìn thấy cái thế ngồi đó. An thì nó cao rồi, giờ nhìn xe nhỏ đó, anh em nhìn thấy đó, anh em nhìn đi xem mà đơn giản màu đồng. Anh em nhìn cái form xe rất là đẹp, màu bóng nhìn đẹp ha. Anh nhìn bóng luôn. Mình đã hoàn thành một chiếc xe đen bóng, bóng toàn bộ luôn. Và những chi tiết carbon đơn giản cũng những ốp thùng xăng phía trước đó, rồi ốp gấp và cánh gió, làm điểm nhấn cho ok thôi. Ok nha nè. Hẻm thì nó nhỏ quá, đâm ra mình không có nổ bô được, hơi bị lớn quá, không có thông cảm nha nè. Nhưng mà sau này cái cổ, nếu mà đúng cái cổ này là phải đi ra một cái form bự hơn và đi cây bô bự hơn chút xíu, vì cái này nó không được ấy lắm, dặn lên mạnh thì nó bị hụp đi cái đèn, hai cái đèn tun bữa gắn trong đổ này giờ vừa luôn, không vừa luôn cái đèn
Trong đỏ, trong đỏ trong mà, trong đỏ hai bên bắt hai bên sườn. Ngã xuống nó không có liên quan tới cục máy. Cục máy. Cái chống đổ cũ của mình là bắt vô cái lốc máy. Hiện tại thì bạn nào đang đi cái là cái chống đổ mà bắt vô cái lốc máy, các bạn nên tháo ra rồi đi những loại chống đổ khác. Tại nó rất là nguy hiểm, khi mà các bạn va quẹt nữa nó bể lốc máy các bạn. Mình sợ lắm, mình gỡ là kêu kỳ setup cho cái bộ chống đổ này luôn. Ok. Kính này có xi nhan trên xe luôn. Ok. Này đâu có gì nữa đâu, mâm có tiền lên heo rồi nọ là được rồi. Ghi đông số gãy nữa là đẹp rồi. Ok ok. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tem đây là một đồng đơn giản hai đường chỉ. Dạ dạ luôn cái ai dạ. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Ok.